người thân tiền sẽ mua được hết. Nhầm rồi, không dễ gì mua đâu. Có người sống với nhau vì tiền, có người sống với nhau tình cảm. Thời gian là thước đo cuộc sống, đời người ai biết được tương lai. Có người tay trắng lên sự nghiệp, có người cứ sống và tạm lại.